Chào tất cả các bạn luôn nha. Bữa nay mình làm món ếch xào sả ớt nha các bạn. Nguyên liệu của mình là có 3 con ếch, nước mắm, bột ngọt, dầu ăn, sả, gừng, ớt. Giờ để mình sơ chế nha các bạn. Rồi mình chặt xong hết rồi nè các bạn. Ếch mình chặt xong rồi nè. Sả mình sắc cộng bầm nhuyễn. Gừng mình bầm nhuyễn rồi, ớt mình bầm nhuyễn luôn rồi. Giờ mình bắt đầu mình chế biến nha. Giờ mình cho dầu vào trước nha các bạn. Rắc đều cho nó thấm hết cái chảo nha. Rồi chảo mình nóng rồi, giờ mình cho sả sắc cộng này vô trước nha. Giờ mình cho sả bằm vô luôn. Ừ, những gì còn lại mình cho luôn các bạn. Ớt với gừng nè, mình cho vô luôn. Giờ mình xào cho nó vàng đi rồi mình bắt đầu bỏ hết vô. Rồi sả của mình nó vàng rồi nè, giờ mình cho ếch vô nha các bạn. Ếch mình săn này, giờ mình bắt đầu nêm nếm nha các bạn. Cho vào khoảng một muỗng canh cà phê bột ngọt nha. Khoảng 2 muỗng canh nước mắm. À, mình quên để nước màu, dùm cho thêm vào xíu nước màu cho nó có màu, cho nó đẹp nha các bạn. Mình cho vào một xíu nước lọc để cho ếch mình mau chín các bạn. Rồi mình lên cho nó chín khoảng 5 phút 10 phút nữa rồi mình nhắc xuống nha các bạn. Rồi mình nêm nếm lại nha. Nêm nếm lại rồi mình nhắc xuống. Cái màu hấp dẫn không các bạn? Quá ngon, thơm phức. Rồi ếch mình chín rồi, giờ mình tắt bếp nha các bạn. Giờ mình ăn cơm thôi. Chúc tất